kính thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp hay cao huyết áp là một bệnh lý phổ biến ở cả người trung niên và người cao tuổi. Nó được coi là kẻ giết người thầm lặng bởi những cái diễn tiến khá là mơ hồ và âm thầm. Và người bệnh thì thường chủ quan cho đến khi là phát hiện ra những cái triệu chứng, những cái biến chứng của bệnh nguy hiểm như là đột quỵ não này, suy tim và hay là suy thận. Và trong chủ đề chương trình ngày hôm nay đó là phòng và điều trị cao huyết áp theo cách của người Nhật, chặn đứng nguy cơ đột quỵ. Chúng ta đã mời tới trường quay thầy thuốc ưu tú. Đại tá Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, trang thiết bị y tế cục quân y bộ quốc phòng và chuyên gia cũng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về căn bệnh này cũng như là những cái phương pháp phòng ngừa và điều trị cao huyết áp hiệu quả. Đầu tiên thì Mai Hương xin được gửi lời cảm ơn tới chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Yeah, xin chào MC, xin chào quý khán giả dạ vâng ạ à, ngay từ đầu thì mai hương cũng có khẳng định rằng là cao huyết áp hay là tăng huyết áp nó được coi như là một cái kẻ giết người thầm lặng bởi vì những cái biểu hiện của nó nó không hề rõ ràng một chút nào đúng không ạ vậy thì chuyên gia có thể lý giải cái nguyên nhân và những cái triệu chứng của căn bệnh cao huyết áp này là gì không ạ đúng là như thế người ta nói cái bệnh tăng huyết áp là một cái kẻ thù thầm lặng nó âm thầm nhưng mà nó đem lại cái biến chứng cái điều nguy hiểm cho người bệnh rất nhiều về cái nguyên nhân mà sinh ra huyết áp cao ấy, thì có rất nhiều nguyên nhân trong đó có một số nguyên nhân chính này. thứ nhất là à, bệnh thận cái bệnh thận ấy thì nó liên quan tới huyết áp à, nhất là những người mà mắc bệnh thận ví dụ như là nó gây ra gọi là tăng huyết áp thứ phát ví dụ những người mắc bệnh viêm cầu thận chẳng hạn hoặc những người bị à, à, suy thận đó. hoặc là ảnh hưởng của cái bệnh thận nó cũng liên quan mật thiết đến, đến 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 huyết áp. Cái thứ hai ấy, là bệnh về các cái tuyến thượng thận à, cũng sinh ra là huyết áp. Thế rồi à, bệnh về các cái, cái à, tuyến nội tiết chẳng hạn, ví dụ những người mà bị cường giáp trạng hoặc là à, suy giảm về cái tuyến giáp trạng nó cũng ảnh hưởng đến cũng sinh ra huyết áp cao. Thế rồi à, một số sử dụng lại thuốc như là thuốc à, có cái ít chẳng hạn hay là thuốc kháng viêm, một số loại thuốc rồi uh, uh, sử dụng một cái loại uh, một số thuốc nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến 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 huyết áp. Thế còn cái triệu chứng của nó biến chứng còn rất nguy hiểm rồi. Thứ nhất là khi mà những người huyết áp cao ấy thì nó dẫn đến rất nhiều cái cái cái, cái biến chứng rất nguy hiểm. Và đầu tiên phải nói là bị suy tim. Khi mà cái huyết áp cao như thế thì cái lượng máu nó gọi là dòng chảy trong máu nó rất là mạnh áp lực nên thành mạch rất là mạnh và chính vì thế sao tim phải làm việc rất là là là, là, là căng sức ra để làm việc Đấy. và chính vì nó căng sức làm việc như vậy thì làm cho cái 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 gọi là cái suy giảm cái chức năng của thận đi người ta gọi là, là, là suy tim thế ngoài ra ngoài suy tim ra thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều các cái yếu tố khác khi mà mà huyết áp cao thế rồi ảnh hưởng thứ nhất là đột quỵ Đấy. suy tim đột quỵ đó. hay là có những trường hợp mà gọi là bị nhồi máu não hoặc là nhồi à, nhồi máu cơ tim thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao mà chỉ một phút thôi ạ à, thì từ cái người bình thường ấy thì trở thành một con người tàn phế khi mà bị một cái nên cơn một cơn một cơn đột quỵ Đấy. À, cơn đột quỵ làm sao thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao Đó. và nếu như người mà thoát chết ấy sau cơn đột, đột quỵ mà thoát chết ấy, thì cái tỷ lệ 95% là để lại các cái các cái di chứng rất nguy hiểm ví dụ là có nhiều người bị liệt nửa người hay có người thì bị nhiệt toàn thân sống thực vật điều đó rất nguy hiểm đấy thế còn cái nguyên nhân nữa mà tôi cũng muốn nhắc đi tức là à, trường hợp những người mà đang ngủ ấy người ta ngưng thở ngưng thở khi ngủ à, thì cái đấy cũng là một cái trong những nguyên nhân mà sinh ra sinh ra huyết áp cao thì tôi xin bổ sung thêm cái phần nguyên nhân cũng như huyết gan Dạ vâng ạ. Như vậy thì với những cái phân tích vừa rồi của chuyên gia thầy thuốc ưu tú Phạm Hoàng Lan thì chúng ta có thể biết được rằng cái nguyên nhân này, những cái triệu chứng của căn bệnh cao huyết áp đặc biệt là những cái biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe để người bệnh của chúng ta có thể là có những cái cách phòng ngừa đúng không ạ? Vậy thì thưa chuyên gia, hiện tại thì có những cái phương pháp điều trị hữu hiệu nào cho căn bệnh cao huyết áp không ạ? Về cái điều trị cao huyết áp hiện nay thì có rất nhiều phương pháp kể cả vấn đề là đông y rồi kể các vấn đề là tây trong đông y thì à, nhân dân chúng ta cũng như các cái thầy thầy lương y ấy, thì thường sử dụng các cái loại thảo dược thiên nhiên ví dụ là sử dụng là dễ cái cây nhầu chẳng hạn để mà điều trị bệnh cao huyết áp thế rồi dùng cái cây cây dừa cạn chẳng hạn hoặc là dùng cái lá sen Đấy. rồi hoa hòe, thì vân vân những cái thảo dược đó này rất là, là sử dụng rất là thuận tiện và đồng thời an toàn lành tính lại có tác dụng là này, làm hạ huyết áp. này. Đấy, đấy là còn đông còn y còn tây thì tất nhiên là cũng có chế độ ăn uống rồi thứ nhất là hạn chế ăn cái đồ mà à, kích thích à, ví dụ là hạn chế rượu bia các thứ nó cũng làm cho cái huyết áp nó cũng nó thay đổi nó cũng tăng huyết áp đi rồi ăn các cái mỡ động vật cũng hạn chế về ăn mỡ động vật đồng thời nó cũng phải có tập luyện để cho gì máu huyết nó lưu thông nó khỏi bị ách tắc vấn đề Thế, đấy cũng là một cái phương pháp điều trị Nên ngoài ra tây còn sử dụng các loại thuốc thuốc hạ huyết áp này. nhưng mà cái thuốc hạ huyết áp này thì phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ không nên tự tiện sử dụng thay thế không nên gì ngắt chừng thuốc phải tuân thủ theo cái 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 hướng dẫn của bác sĩ để trong vấn đề là điều trị uh, huyết áp. Thế và đồng thời là cũng ở trên trên thế giới ấy, thì chúng ta thấy ở Nhật Bản ấy thì người ta có một cái 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 cuộc sống phải nói là cái tuổi thọ của người Nhật Bản hiện nay ấy, là cao gọi là nhất nhì trên thế giới đấy. Thì chính vì họ gì họ có một cái thói quen à, thói quen là trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, Nhật Bản ấy mà tôi muốn uh, giới thiệu đây để các một số các uh, uh, bạn uh, quý vị uh, tham khảo thôi. Thứ nhất là cái chế độ ăn của họ. Ấy, ở trong chế độ ăn ấy, thì họ ăn nhạt và ít muối, đấy, người Nhật Bản như vậy. thì Nhật Bản thì đã nghiên cứu và họ đã nghiên cứu và họ đã phát hiện ra một điều là à, giảm ăn mặn ở những cái người ở những người Nhật ấy thì cũng là giảm cái tỷ lệ tử vong do đột quỵ gây ra. đấy là một cái điều ấy, tuyệt vời như vậy. thì theo phân tích ý, về dữ liệu nghiên cứu ý, thì ta thấy như này, các chuyên gia về tim mạch cho thấy như này, nếu chúng ta ăn mặn mà đặc biệt là à, nếu bạn nào ăn nhiều hơn 5g muối À, mỗi ngày thì so với tiêu chuẩn bình thường ấy, thì sẽ gì sẽ làm tăng cái nguy cơ đột quỵ à, tăng nguy cơ đột quỵ từ 17% cho tới gì 23% và thế người Nhật thì họ đã giảm được cái lượng muối ăn hàng ngày đi và họ còn giảm xuống mức độ gì là tới chỉ còn 1,7 gam muối ăn trong trong một ngày và chính điều đó sao nó giảm được cái tỷ lệ tử vong mà do gì do đột quỵ của toàn bộ dân số đến 80% thì đấy là cái mà phải nói là nó quá tuyệt vời rồi đấy là cái cái thói quen của người nhật bản cái thói quen thứ hai của người nhật bản ấy, là người ta sử dụng là tiêu lốt mà chúng ta biết tiêu lốt ấy, hay người còn gọi cái tên khác là tất bản và tên khoa học của nó là pepe longun L nó thuộc họ hồ tiêu thì cái cây nó phân bố rất là rộng rãi ở cái vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới à, ví dụ như là ấn độ này rồi là sri lanka này và các nước trung đông và trung mỹ này thì tiêu lốt thì đã được sử dụng mà rất lâu đời trong học cổ truyền của Nhật Bản hoặc của Trung Quốc và kể cả Ấn Độ nữa. thì quả và dễ của tiêu lốt ấy, thì nó chứa một hoạt chất gọi là piperin thì đây là một hoạt chất mà được dùng làm thuốc chống kinh chống kích thích thì tác dụng là giảm đau rồi chống hen suyễn và viêm phế quản. Thì bên cạnh cái tác dụng mà đã được biết đến một cách rộng rãi ấy, À, như tôi đã kể trên ý, thì cái hoạt chất piperin trong tiêu lốt ý, thì còn có tác dụng hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch một cách rất hiệu quả. À, do đó mà người Nhật Bản ấy thì có cái thói quen là dùng các cái chế phẩm từ tiêu lốt hàng ngày để mà ngăn ngừa tăng huyết áp một cách rất có hiệu quả. Và cái thứ ba đấy là người Nhật Bản còn sử dụng cái thực phẩm chức năng Đấy. thì người dân Nhật Bản cũng có thói quen đấy là sử dụng thực phẩm chức năng hàng ngày để mà bảo vệ và nâng cao sức khỏe, đặc biệt là cái bệnh về huyết áp. thì trong tất cả các dòng sản phẩm huyết áp của Nhật Bản ấy, thì tôi đánh giá cao nhất là cái sản phẩm mà hạ huyết áp các dô Nhật Bản, bởi cái sản phẩm này ấy, thì chứa nhiều hoạt chất rất là tốt cho người mà huyết áp cao như là tiêu lốt, rồi à, à, peptit đậu nành, rồi chiết xuất nhân sâm. À, vân. À, dạ vâng, vừa rồi thì chuyên gia có nhắc đến là viên hạ huyết áp cardio của Nhật Bản ạ. Thì vậy thì chuyên gia có thể giải thích cụ thể hơn là vậy thì cái sản phẩm này nó được sản xuất theo công nghệ gì, cụ thể là cái thành phần của nó ra sao để quý vị khán giả của chúng ta có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Cái viên hạ huyết áp cardio của Nhật Bản ấy thì thứ nhất là công nghệ sản xuất thì hiện đại và và cardio thì đang ứng dụng một công nghệ bào chế là siêu nano tiên tiến nhất hiện nay tại Nhật Bản và nó giúp chiết xuất và các hoạt chất thành những siêu phân tử ở cấp độ là siêu nano và dễ dàng hấp thu vào cơ thể và đem lại cái tác dụng rất là nhanh hiệu quả cao cho những người sử dụng. Cái thứ hai ấy, về xuất xứ thì các được sản xuất nguyên hộp tại Nhật Bản một cái quốc gia mà có tiêu chuẩn sản xuất rất là cao và giúp chúng ta có thể an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm khi mà ta sử dụng. À, thứ ba là thành phần ấy thì 100% là tự nhiên. Nó mang cái đặc tính dược lý rất là cao và đã được kiểm chứng lâm sàng về tác dụng này, rồi hoàn toàn không gây ra tác dụng phụ khi mà sử dụng. Các cái thành phần chính mà tôi đã kể ở trên như là tiêu lốt, à, piperin đậu nành, chiết xuất nhân sâm đều là những thành phần vô cùng tốt cho người bị cao huyết áp. Và thứ tư là viên cardio Nhật Bản ấy thì đã được các cơ quan y tế Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận về chất lượng và cho phép lưu hành nên chúng ta có thể là an tâm trong sử dụng. Về liều lượng thì chúng ta nên sử dụng viên uống Cardio Nhật Bản với liều lượng là 4 viên trong một ngày và trong khoảng thời gian là từ 3 đến 6 tháng thì nó sẽ có hiệu quả vượt trội trong việc là hạ và ổn định huyết áp, đồng thời là phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm mà do huyết áp à, cao gây ra. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.